Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái kinh nghiệm nhỏ về chọn cái cây đinh lan, chuẩn bị các cái giá thể nha các bạn, để trộn một cái hỗn hợp trồng cái cây đinh lan này trong cái chậu nha các bạn, để mà trang trí nơi làm việc, cái gia đình hay là công sở là các bạn sinh sống là các bạn, để tạo cái cảnh đẹp với cây đinh lan nha các bạn. Thì nó nằm trong top những cái cây mà chúng ta có thể chơi được ở trong nhà với một khoảng thời gian dài các bạn, bởi vì nó vừa nắng vẫn chịu, nhưng mà cái ánh sáng tán xạ hay là bị rợp trong một khoảng thời gian vừa phải thì sức chịu đựng nó rất là cao các bạn. Đó, và hơn nữa thì trong top những cái cây mà chúng ta hay trồng bonsai ở trong nhà thì cây đinh lan hội tụ những cái điều rất là hay các bạn. Nó là cây duy nhất mà thưa các bạn là cho đến giờ này mình tìm hiểu thì nó có hai chữ thần nha các bạn. Nó được tặng cho hai chữ thần. Một cái thì đối với dược liệu thì nó được coi là thần dược trị bách bệnh nha các bạn. Đó, còn trong cái thú chơi phong thủy mình cũng tìm hiểu các tài liệu nha các bạn, thì nó được xem là thần giữ của các bạn. Đó, thì bởi vì ngoài cái hút khí độc, hút vượng khí vào nhà, thì nó được xem như cái cây là xua đuổi những cái điều không tốt, không may như là tà khí hay là các cái việc khác vào trong trong gia đình này nha các bạn. Đó, nó đem lại sự thịnh vượng cho gia chủ, cho nên thì đương nhiên đó là những cái quan niệm nha các bạn. Đó, thì nó được coi là cái cây thần giữ của. Đó, vừa làm đẹp mà vừa là cái cây phong thủy nha các bạn. Đó, thì hôm nay mình sẽ đầu mình chọn rất là nhiều trong số này, rất là nhiều những cây đinh lan như thế này các bạn, nhưng mà cái tùy theo cái không gian các bạn đang ở, ví dụ như cái khung cảnh của cái nhà, bàn làm việc, độ to nhỏ mà chúng ta sẽ chọn một cây vừa phải nha các bạn. Đó, rồi nó tương ứng với cái chậu. Đó, bây giờ mình sẽ đào cái cây này các bạn. Mình chọn một cái cây nhỏ vừa như thế này, rồi mình sẽ giới thiệu tiếp các bạn xem nha. Đây các bạn, mình đã lấy được một cây có cái bộ rễ xoay tròn đẹp và cái thân nó vừa phải thế này nha các bạn. Đó, mình sẽ đem cái cây này về nhà và giới thiệu cái cách vào chậu trộn giá thể nha các bạn. Đó, thì mình sẽ bấm bấm tỉa để làm gọn nó lại nha các bạn. Đó, những cái rễ mà nó quá cao như thế này thì bởi vì cái mục tiêu của chúng ta thì không phải làm trồng trang chậu, thì không nhằm mục đích làm đẹp thôi các bạn, không có tính chuyện cũ. Thu cũ thì chúng ta trồng ở ngoài và cái không gian khác hơn, và nếu mà các bạn muốn thu cũ thì phải trồng trong cái chậu có đường kính lớn nha các bạn. Còn ở đây thì mình chỉ tính là làm cái đinh lan để trang trí thôi các bạn. Mình sẽ tỉa cái này. Về sửa cái thân thì tạm thời mình chỉ làm gọn như thế này thôi nha các bạn. Đó, rồi sau khi mà quá trình mình trồng vào chậu đinh lan nó phát triển cái cành thì mình sẽ tỉa lại cho nó đẹp nha các bạn. Đó, còn cây đinh lan thì nó rất là khó so với các cái cây khác các bạn, bởi vì cái cành nó là lúc nào nó cũng vươn thẳng như thế này các bạn. Đó, nó cứ nó lên theo chiều thẳng đứng như thế này. Mình chơi theo cách tự nhiên cho nên cũng không nặng nề lắm về cái việc là uống hay là buộc dây hay là như các cái loại cây bonsai khác nha các bạn. Đó, mình làm như thế nào đó, chỉ miễn là nhìn cái cây nó lên, sau này cành lá nó lên chúng ta tỉa vừa phải để cho nó có một cái dáng vẻ tự nhiên là được. Đó là theo quan niệm của mình nha các bạn. Đó, đương nhiên thì mình cũng đi học và tìm hiểu các cái nghệ nhân, các cái bậc đàn anh rất là giỏi về kỹ thuật bonsai này các bạn. Mình thì cũng không phải là người giỏi, chỉ đi học chơi thôi các bạn. Đó, thì những cái rễ này thì khi mà vào chậu mình ôm nó xuống nha các bạn, cũng không tỉa gì nhiều nữa bởi vì nó nằm phía dưới.
chỉ lấy cái phần đế để cho nó đẹp thôi các bạn. Đó. Cái hỗn hợp để mà mình trộn nha các bạn, để mà vào cái thành cái giá thể thì mình giới thiệu các bạn là nó chỉ có mấy loại thế này thôi các bạn. Đó rất đơn giản. Thứ nhất thì các bạn chuẩn bị cho mình một ít cái phân chuồng quay mộc như thế này nha các bạn, phân trùng quế hay là các cái loại phân chuồng gì cũng được các bạn. Đó. Thứ hai là một phần đất nha các bạn, cái đất vườn như thế này. Đó thì các bạn nhặt nhạnh bớt những cái sỏi đá ra thôi. Một cái thành phần không thể thiếu nữa đối với cây đình làng là cát nha các bạn. Đó, nếu như các bạn vô cái chậu đó, mình nói một vài cái kinh nghiệm nhỏ của mình. Nếu như các bạn vô đất không thì mình đảm bảo là không được, bởi vì đất nó bó chặt quá, với thứ hai là nó không không đảm bảo mặt dinh dưỡng nha các bạn. Nếu như các bạn chỉ vô phân và cát nha các bạn thì mình cho rằng cũng được, nhưng mà có một cái là cũng trở ngại, tức là nó thiếu đi cái độ kết dính nha các bạn. Nó thiếu độ kết dính, và trong đất này thì nó còn cung cấp cho cái cây một số cái dinh dưỡng khác mà trong phân hoặc trong cát không thể có được các bạn. Đó là những cái vi lượng hay là các cái dinh dưỡng khác mà cái cây nào thì nó cũng cần một lượng đất nhất định, chứ không chỉ lúc nào cũng là phân nha các bạn. Đó thì cứ mỗi thứ các bạn chuẩn bị cho mình làm 3 phần bằng nhau, gồm có phân chuồng, cát và đất. Đó thì nó sẽ tạo ra một cái hỗn hợp rất là tối ưu các bạn. Nó vừa giúp thoát nước, nó vừa cung cấp dinh dưỡng cho cái cây nhỏ của mình trong một cái chậu như thế này nha các bạn. Đó, và cây đinh lan thì nó cái môi trường số 1 đối với cây đinh lan chính là môi trường đất pha cát nha các bạn. Đó, đây thì mình nói trong chậu, nhưng nếu như các bạn mà trồng cái đinh lan mà để lấy củ đó, như các bạn ở vùng đất mà pha cát nha các bạn, thì cái đinh lan nó là số 1. Đó. Một cái nữa để chuẩn bị là phải chúng các bạn chuẩn bị cái chậu nha các bạn. Đó, nhưng mình chuẩn bị một cái chậu sứ như thế này các bạn. Đó. Tức là tùy theo cái không gian của gia đình nha các bạn, cái vị trí các bạn để mà mình chơi đó, là các bạn chọn cho mình cái chậu lớn hay nhỏ mới tương ứng với nó là cái bụi đinh lan để đưa vào đây nha các bạn. Đó, các bạn có thể chọn cái chậu to hơn như ở xa mình đã quay đó các bạn. Đó, còn không thì các bạn như mình thì mình chọn cái chậu cỡ này nha các bạn. Nó rất là nhiều, tùy theo cái nhu cầu. Đó, bây giờ thì mình sẽ trộn cái hỗn hợp này lên nha các bạn, và mình đưa vào đây các bạn xem nha. Đây các bạn, khi mình vào chậu các bước như lúc nãy mình đã làm các bạn thấy ra nha các bạn. Sau khi chúng ta trộn hoàn chỉnh cái giá thể rồi thì tỉa gọn cái đinh lan này, thì chúng ta sẽ đưa đất vào trong chậu. Đó, chúng ta đưa dần một ít cho cỡ 1/3 cái chậu nha các bạn. Sau đó mình đưa cái cây này vào. Chúng ta sẽ ếm thử cái bộ rễ của nó nha các bạn. Nếu như mà nó sâu dưới quá thì cho chúng ta phải đưa đất thêm.
các bạn làm sao đó mà theo kinh nghiệm của mình thôi nha các bạn, còn trái cây nó phong phú lắm các bạn. Có thể là mình đúng như một số bạn khác có thể cho nó là sai, nhưng mình chỉ nói là kinh nghiệm của mình thôi nha các bạn. Khi mình đưa vào thì cái bộ đế này nhất thiết là cũng không nên đưa cao quá nha các bạn, bởi vì nó không giống với tự nhiên. Còn nếu như các bạn đưa thấp quá đó thì nó là không, cái cây thì cái đế nó rất là quan trọng nha các bạn, mà nó thiếu đi thì nó là không đẹp. Nếu các bạn mà để nó ló lên ngay cái cổ này trở lên thì nó sẽ không đẹp nha các bạn, mà trồi lên rễ hoàn toàn lỏng lẻo trống tùm lum thì nó cũng 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 không đẹp lắm các bạn. Đó là theo cái suy nghĩ của mình như thế đó. Còn phía trên chậu này thì để tránh cái việc chúng ta tưới nước nó bay hết cái lớp đất phía trên này nha các bạn đó, và nó vương vãi lung tung mất vệ sinh nha các bạn. Thì chúng ta chèn cho nó một ít cái viên sỏi sâm như thế này đó, mục đích thì cũng làm cho cái cây nó đẹp hơn, thứ hai là chúng ta giữ cái lớp đất mạt khi chúng ta tưới đó nha các bạn đó. Thì thưa các bạn là cái cây này nó vẫn chưa đẹp các bạn, nhưng mà thưa các bạn là nếu như để có một cái cây đinh lan mà nó cũng có một cái bộ đế vừa như thế này nha các bạn, rồi cũng đầu voi đuôi tí như thế này thì ít nhất nó cũng được một vài năm tuổi nha các bạn. Có thể là cái cây này nếu nó một vài năm tuổi, một cái cây đinh lan phát triển tốt thì nó không thể nhỏ vậy các bạn. Nhưng mà khi làm thì chúng ta có thể chọn cái cây nó phát triển có vẻ như nó đều một tí cũng được các bạn, bởi vì chúng ta làm thu nhỏ trong chậu mà đó, thì nó sẽ có một cái dáng như thế này. Bây giờ dẫu sao thì khi mình đào mình đưa vô nó vẫn chỉ là cái cây phôi thôi các bạn, nó chưa thành gì cả, các bạn nhìn thấy nó cũng chưa có đẹp đẽ gì. Như mình nói lúc nãy là đợi nó ra các cái nhánh con này nha các bạn, thì lúc đó chúng ta cũng tỉa sửa sơ cho nó như thế. Còn cái bước đơn giản nhất thì sau khi như thế này thì chúng ta tưới nước nhẹ thôi nó nha các bạn. Lần đầu tiên các bạn tưới nhất thiết là phải cho nước nó rút xuống tới dưới cái đáy chậu nha các bạn. Như lúc nãy mình vào các bạn nhìn thấy là mình đã để vào dưới đó một cái miếng sành đó các bạn, để mục đích là cho nó rút nước nha các bạn. Đó, chúng ta chỉ việc tưới nước như thế này và các bạn chuyển cái chậu này vào chỗ mát nha các bạn. Đó, vào chỗ mát, bởi vì cái cây này nó mới đưa vào chậu nó còn rất là yếu các bạn. Đó, và thời gian thì đến khi cây này nó thuần rồi đó và chỉnh đẹp rồi thì các bạn có thể để trên bàn để chơi nha các bạn. Đó, và nếu như các bạn muốn chơi lâu dài thì nhất thiết theo như ý mình nha các bạn, là các bạn nên làm khoảng 2 cây như thế này các bạn. Đó, 2 cây thì ý mình nói là khi các bạn chơi cái cây này để trong phòng hay nơi làm việc, cái công sở của mình hay gia đình các bạn, thì một thời gian cỡ vài 3 tuần hay thậm chí là 1 tháng nha các bạn. Đó thì chúng ta sẽ chuyển cái cây này ra chăm sóc bên ngoài cho nó hưởng khí trời rồi ánh nắng vừa phải rồi tưới nước chăm sóc nó nha các bạn. Mà chúng ta có một cái cây xe cua để đem về vào chơi tiếp nha các bạn. Đó thì với cái kinh nghiệm ít ỏi của mình cũng là trồng đinh lan nha, rồi cũng thích chơi cái cảnh nha các bạn. Đó thì sáng nay thì cũng chia sẻ với các bạn như thế. Có thể chúng ta sẽ áp dụng và tạo ra một cây đinh lan nha các bạn. Cảnh nó đẹp với cái tài nghệ các bạn thì mình nghĩ các bạn sẽ làm đẹp lên rất là nhiều. Đó, mình chia sẻ như thế thôi các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của mình. Cảm ơn tất cả các bạn.